Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 3701, Bát Phương Kinh có thể nói, cường giả cùng thiên tài trẻ tuổi trải qua kiếp nạn này, mặc dù còn may mắn sống sót thế nhưng cũng là nhục nhã. Hơn nữa loại nhục nhã này còn được khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Thử nghĩ mà xem, thiên tài trẻ tuổi như bọn họ ngày thường kiêu ngạo biết mấy, tự cao tự đại biết mấy, ngày thường bọn họ đều ngành cao đầu, thậm chí còn nhìn người khác bằng nửa con mắt, Thế nhưng sau chiến dịch Thạch Lâm, Lý Thất Giả đã dùng thủ đoạn bá đạo đánh nát tự tôn của bọn họ, đạp lên kiêu ngạo của bọn họ, hơn nữa còn dẫn xuất cái cổ cao chót vót của bọn họ, ép bọn họ phải cúi thấp cái đầu kiêu ngạo. Đối với bọn họ, chuyện này thật là xỉ nhục biết mấy. Thế nhưng dưới thủ đoạn máu tanh của Lý Thất Giả, nếu như bọn họ không cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình thì bọn họ sẽ giống như đồng bạn của mình, trở thành những bộ thi thể lạnh lẽo như băng, máu tươi nhuộm đỏ thèm đá. Lúc này, dù kiêu ngạo cách mấy, mạnh mẽ cách mấy thì sau khi trở thành một bộ thi thể thì cũng đều trở nên nhỏ bé, trở nên thấp kém. Vì vậy, để sống sót rời khỏi, bọn họ không thể không cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình, không thể không quỳ gối dưới chân lý thất dạ. Có thể nói, thủ đoạn hung tàn thiết huyết của lý thất dạ đã uy hiếp được tất cả mọi người. Lần này mọi người có cùng một ký ức bạo quân, là bạo quân nên đương nhiên phải hung tàn thiết huyết, giết chóc khát máu. Đối với bạo quân thì có chuyện gì mà không dám làm chứ? Trải qua chiến dịch thạch lâm, tất cả mọi người ở cửu liên sơn đều bị kinh sợ, Bất kể là người trẻ tuổi hay là cường giả thế hệ trước đều hít lạnh một cái, nhất thời vô số người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc Tân Hoàng là người như thế nào? Trong thời gian ngắn mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn, tại sao chỉ trong một đêm mà Tân Hoàng lại đột nhiên trở nên khủng bố như thế chứ? Câu hỏi này, rất nhiều người suy nghĩ mãi cũng không thể trả lời được. Trước đó Tân Hoàng làm người khác có ấn tượng ngu ngốc vô năng, hoang đường háo sắc, là một tên hoàng đế bất tài vô dụng, thế nhưng thình lình ra tay, thình lình hung tàn thiết huyết đã quét sạch hình tượng ngu ngốc vô năng lần này tất cả mọi người đều không thể đoán được gì hết. Lẽ nào Tân Hoàng thâm tàng bất lộ, sau khi nghe được tin tức này thì có cường giả thế hệ trước thiểu thào, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại cảm thấy không đúng. Nếu như Tân Hoàng thâm tàng bất lộ thì cũng có nghĩa bản thân hắn đã mạnh sẵn như thế rồi. Thế nhưng nếu như Tân Hoàng mạnh mẽ như thế thì cũng sẽ không đánh mất Giang Sơn, sẽ không bị người ta đuổi khỏi ngai vàng. Phải biết rằng sau khi Tân Hoàng lên ngôi, mặc dù ngân bí quân đoàn cùng tô lãnh ảnh rời khỏi, thế nhưng vẫn còn có 6 quân đoàn lớn đấu thánh vương triều vẫn còn ủng hộ tân hoàng ngũ cường cũng không dám khởi binh xoán vị có thể nói khi đó tân hoàng đứng trên đỉnh cao quyền lực tay cầm quyền hành của cửu bí đạo thống trí cao vô thượng khi đó hắn vốn không cần thâm tàng bất lộ mà hoàn toàn có thể thi triển thực lực của mình đường đường chính chính giành lấy quyền thống trị của mình vững chắc hoàng quyền của mình thế nhưng tân hoàng lại không làm như vậy mà là nhiều lần sai phạm làm cho sáu quân đoàn lớn phản loạn đánh mất giang sơn bị người ta đuổi khỏi ngai vàng nếu như tân hoàng thật sự thâm tàng bất lộ thì tuyệt đối sẽ không để cho người khác xoán vị đoạt quyền bị người khác đổi khỏi ngai vàng chuyện cũ như thế nếu như tân hoàng thật sự thâm tàng bất lộ thì hắn đúng là một tên điên từ đầu tới cuối đều là một tên điên có thực lực củng cố địa vị của mình có thực lực giữ chặt hoàng quyền của mình vậy mà lại bỏ mặc đến nỗi là mất giang sơn bị người khác đổi khỏi ngai vàng người như vậy không điên thì là gì rất nhiều người cẩn thận ngẫm lại cảm thấy chuyện này là không thể nào thế gian có mấy ai tay cầm quyền hành đứng trên đỉnh cao quyền thế của cử bí đạo thống mà còn để người khác bắt nạt để người khác xoán vị đoạt quyền chứ chuyện như vậy không có bao nhiêu người có thể làm được nếu như tân hoàng không phải thâm tàng bất lộ thì rốt cuộc tại sao tân hoàng mới trước mắt đó mà lại trở nên mạnh mẽ như thế trở nên thiết huyết như thế trở nên tàn bạo khát máu như thế câu hỏi này tất cả mọi người nghĩ mãi không ra không biết trong hồ lô của tân hoàng bán thuốc gì thế nhưng trải qua chiến dịch thạch lâm tất cả mọi người đều cảm thấy e ngại bởi vì tân hoàng đã đánh tan ấn tượng của mọi người về hắn Tân Hoàng bỗng chốc trở thành một ẩn số lớn nhất. Tân Hoàng thật sự thâm tàng bất lộ sao? Ở Tưng Ly Đào, Tần Kiếm Giao là người biết được tin tức đầu tiên. Nghe môn hạ kể lại, nàng đã nắm rõ được chuyện này. Sau khi nghe được tin tức này thì Tần Kiếm Giao hoàn toàn biến sắc, trong lòng lo sợ bất an, luôn cảm thấy đã làm sai gì đó. Tân Hoàng cuối cùng là người như thế nào đây? Nhất thời Tần Kiếm Giao cảm thấy đằng trước là một mảnh sương mù. Trước đó nàng tự cho rằng mình đã hiểu rõ về Tân Hoàng, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì về Tân Hoàng từ một tên hôn quân biến thành một đoàn sương mù, khiến nàng không thể nhìn rõ, lẽ nào thật sự đã sai rồi hay sao? Nhất thời tần kiếm giao cảm thấy thất thần, thều thào nói rằng, nàng cùng tân hoàng có hôn ước với nhau, mặc dù tĩnh liên quan không dùng hàng giả để qua loa như binh chỉ thế ra, nàng cũng không hùng hổ chạy kiếm tân hoàng từ hôn, sách lược của bọn họ đó là quên hôn ước này, mọi người coi như không có chuyện gì hết, để hai bên có bậc thang đi xuống, để hai bên không quá lung túng. Sách lược này không phải do một mình tần kiếm ra quyết định mà các vị lão tổ của tĩnh liên quan đều tán thành sách lược này. Nếu như Tân Hoàng thật sự là một tên hôn quân thì sách lược này là chuyện tốt đối với tĩnh liên quan. Tĩnh liên quan đương nhiên không muốn gả một nữ đệ tử tiền đồ vô lượng cho hôn quân. Tĩnh liên quan bọn họ không muốn đặt cược vào một tên hôn quân bởi vì rất có thể sẽ không thu hồi được vốn. Thế nhưng nếu như Tân Hoàng là người thâm tàng bất lộ thì sao? Như vậy thì hắn sẽ trở thành biến số lớn nhất, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với chiến lược của tĩnh liên quan. Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Lúc này lão bộc đi theo hồ bên cạnh cũng cảm thấy mê man, do hỏi ý kiến của tần kiếm giao. Trường 3702, quan hải đao thánh, thượng ngươi mau chóng quay về tông môn thỉnh giáo lão tổ, xem xem lão tổ trong tông môn thấy như thế nào. Tần kiếm giao trầm ngâm một chút, cuối cùng căn dặn lão bộc, lão bộc vâng một tiếng rồi vội vã rời đi, vội vã chạy về tĩnh liên quan. Sau khi lão bộc rời đi thì tần kiếm giao nhìn ra hồ nước ở bên ngoài cửa sổ, nhất thời trầm tư. Trong thời đại hôm nay, thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn đã kết thúc, Tính liên quan có nhiều đất dụng võ hơn nên muốn giống như ban xưa, thâm thấu vào trong hoàng quyền của cửu bí đạo thống. Theo tính liên quan, biện pháp tốt nhất để thẩm thấu vào trong hoàng quyền đó chính là nâng đỡ một vị hoàng đế, bởi vì tính liên quan từ trước tới nay đều không trực tiếp nắm giữ hoàng quyền. Cũng nhờ biện pháp thẩm thấu này mà tính liên quan trải qua hết thời đại này đến thời đại khác mà vẫn sừng sững không ngã. cửu bí đạo thống thay đổi vô số vương triều, thế nhưng tính liên quan vẫn còn tồn tại như trước. Xét theo trước mắt thì người có khả năng leo lên ngôi vị hoàng đế nhất đó chính là Thăng Hạc Tường cùng bát trận chân đế, tính liên quan sẽ chọn ra một người trong hai người bọn họ. Thế nhưng bây giờ thình lình lòi ra Tân Hoàng, khiến cho Tần Kiếm giao rối loạn, bởi vì Tân Hoàng đã vượt qua khỏi tầm khống chế của bọn họ. Chết người nhất là Tân Hoàng không thích nàng, cho dù nàng có là tần tiên tử phong thái xuất trần, xinh đẹp tuyệt thế đi chăng nữa thì Tân Hoàng cũng không hề thích nàng. Rất nhiều nam tử vừa nhìn thấy nàng thì đã siêu lòng, thế nhưng Tân Hoàng thì lại xem thường nàng, thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại, Tần kiếm giao, ngươi vẫn còn đánh giá mình quá cao rồi. Cuối cùng tần kiếm dao buông tiếng thở dài, cảm thấy thất vọng, tuy rằng vẫn chưa có kết quả, thế nhưng nàng mơ hồ đã cảm thấy đại cục của cửu bí đạo thống sắp sửa kết thúc rồi. Tuy rằng vẫn chưa hạ màn thế nhưng nàng mơ hồ đoán được khi kết thúc ai mới là người thắng cuối cùng. Ngay lúc này, tần kiếm dao biết mình tính sai rồi, cả đời nàng cực kỳ thông minh, thế nhưng lại làm ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Sao hả? Dương Bắc Phàm bị giết, binh chỉ hàm ngọc vừa đến cửu Liên Sơn không lâu thì đã nghe nói như thế thế nên không khỏi biến sắc nàng là vị hôn thê của bắt trận chân đế vì vậy rất hiểu rõ thực lực của dương bác phàm cảnh giới chân thần tầng 3, tinh thông kiếm trận có thực lực khiêu chiến chân thần tầng 4. thực lực như thế có thể nói trong thế hệ trẻ hiếm gặp địch thủ ngoại trừ vài người như bắt trận chân đế ra thì rất hiếm ai có thể đánh bại dương bác phàm thế nhưng dương bác phàm trước đó còn hăng hái lại bị tân hoang đóng đinh chết ngay trong thạch lâm chuyện này không khiến binh chỉ hàm ngọc giật mình mới là lạ rốt cuộc tân Hoàng có thực lực như thế nào Binh Chỉ Hàm Ngọc lập tức nghiêm mặt lại, người hầu lập tức kể lại chuyện ở Thạch Lâm cho Binh Chỉ Hàm Ngọc. Sau khi nghe người hầu kể lại thì nét mặt của Binh Chỉ Hàm Ngọc không yên, bởi vì từ đầu tới cuối Tân Hoàng không có ra tay, không thể xác định Tân Hoàng có phải thâm tàng bất lộ hay không, cũng không thể biết Tân Hoàng có cường đại như thế không, lẽ nào Cửu Liên Sơn âm thầm giúp đỡ Tân Hoàng? Binh Chỉ Hàm Ngọc nghĩ tới một khả năng, mặc dù Cửu Liên Sơn xưa nay rất biết điều, cũng không màng đến thế sự, thế nhưng xưa nay không ai dám kinh thị sức mạnh của Cửu Liên Sơn. Mặc dù đệ tử Cửu Liên Sơn không nhiều, thế nhưng bọn họ đều có thực lực thay đổi đại thế thiên hạ. Vì sao Cửu Liên Sơn lại muốn giúp Tân Hoàng? Binh chỉ Hàm Ngọc không hiểu, mọi người trong thiên hạ đều biết Tân Hoàng vô năng, như vậy thì vì sao Cửu Liên Sơn lại muốn giúp đỡ Tân Hoàng? Ngay cả trong thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thì Cửu Liên Sơn cũng xa lánh giữ mình, căn bản không can thiệp vào chuyện thiên hạ. Bây giờ nói Cửu Liên Sơn ra tay giúp đỡ Tân Hoàng khống chế đại thế thì có chút hơi vô lý. Nhanh về gia tộc báo cáo chuyện này cho chư vị lão tổ binh chỉ hàm ngọc trầm ngâm một lát can dặn người hầu sau khi can dặn thì binh chỉ hàm ngọc trầm ngâm một lát nói rằng đi vạn trận quốc một chuyến báo cho bát trận chân đế chuyện đã xảy ra nhắc nhở bát trận chân đế cẩn thận tân hoàng hắn chắc chắn sẽ báo thủ người hầu vâng một tiếng vội vã rời khỏi sau khi người hầu rời khỏi thì binh chỉ hàm ngọc thấp thỏm không yên có chút mờ mịt vốn dĩ dựa theo hôn ước thì nàng phải gả cho tân hoàng về sau binh chỉ thế giam lưu lợi không muốn gả nàng cho tân hoàng cũng không muốn đặt cược tân hoàng vì vậy để cho binh chỉ ánh kiếm lấy danh công chúa gặp qua, sau đó dưới sự chủ trì của hai nhà, nàng cùng bắt trận chân đế định ra hôn ước, binh chỉ hàm ngọc không hề có ý kiến gì về hôn ước này, mặc dù nàng với bát trận chân đế không có tình cảm sâu nặng, trước hôn ước bọn họ chỉ gặp nhau mấy lần mà thôi, chỉ coi như có tình cảm, chưa chưa tới mức có tình yêu, hai nhà quyết định đặt ra hôn ước cho hai người bọn họ, binh chỉ hàm ngọc cũng rất hài lòng với hôn ước này, dù sao thì bất kể thiên phú hay là tài hoa, hay là thân phận địa vị, hay là nhân phẩm tướng mạo, Bát trận chân đế đều xứng đôi với nàng. Có thể nói bọn họ chính là trời tạo một đôi, là trai tài gái sắc. Hơn nữa hôn ước này là mười phần thắng lợi, lấy thực lực của bát trận chân đế, cộng thêm binh chỉ thế gia, vạn trận quốc gia sức giúp đỡ thì bát trận chân đế ngồi lên ngôi vị hoàng đế chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng bỗng nhiên tân hoàng đánh mất giang sơn, bị đuổi khỏi ngai vàng lại có tư thế quật khởi. Chuyện này khiến cho binh chỉ hàm ngọc lo lắng. Dù sao bất kể là nàng hay binh chỉ thế gia, là bát trận chân đế hay vạn trận quốc thì đều đã rạch mặt với tân hoàng nếu như để tân hoàng quật khởi lại lần nữa ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì khi đó bọn họ chắc chắn sẽ phải hứng chịu sự báo thù của tân hoàng tân hoàng cuối cùng ngươi là người như thế nào lúc này binh chỉ hàm ngọc lo lắng bồn chồn luôn cảm thấy chuyện lớn không ổn binh chỉ hàm ngọc mặc dù có chức kiêu ngạo thế nhưng nàng không phải là người ngực lớn không não không thể phủ nhận ngực của nàng rất lớn là vưu vật trời sinh khiến người ta phải nóng máu rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nàng đều bị vẻ đẹp gợi cảm của nàng mê hoặc thế nhưng nàng không phải là bình hoa chỉ có dáng người cục phẩm chương 3703, quan hải đao thánh, hạ sau cùng, binh chỉ hàm ngọc buông tiếng thở dài. Bất kể chuyện này phát triển như thế nào thì cũng không còn là chuyện mà nàng có thể khống chế nữa. Mặc dù nàng là công chúa binh chỉ thế gia, địa vị cao thượng, thân phận cao quý, thế nhưng đặt trước đại cục của cửu bí đạo thống thì một cô công chúa binh chỉ thế gia như nàng rất là nhỏ bé, có rất nhiều chuyện nàng không thể khống chế được, cũng giống như hôn nhân đại sự. Ngày đó dưới sự ép buộc của Thái Thanh Hoàng, chẳng phải lão tổ trí tôn đã gả nàng cho Tân Hoàng hay sao, sau này tân hoàng vô năng chẳng phải đã lật đổ hôn ước này hay sao? cuối cùng là liên hôn với vạn trận quốc có thể nói cho dù nàng là công chúa binh chỉ thế gia đi nữa thì nàng cũng không thể làm chủ đại sự của đời mình chuyện mà nàng có thể làm đó là cố gắng tìm kiếm hôn nhân thích hợp với mình trong phạm vi có thể hy vọng có thể bình an vượt qua cuối cùng binh chỉ hàm ngọc thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ sau chiến dịch thạch lâm cử liên sơn trông có vẻ rất yên tĩnh những thiên tài lúc bình thường tự cao tự đại thích chỉ điểm giang sơn cũng ngoan ngoãn cụp đuôi không dám hung hăng nữa dưới tình huống như thế bầu không khí của cử liên sơn có vẻ rất ngột ngạt không ít thiên tài trẻ tuổi ngày thường hoạt bát hiếu động cũng bị ép không thở nổi thế nhưng lại không dám làm chuyện dại dột mãi cho tới khi có một người đến thì mới có thể thay đổi bầu không khí ngột ngạt này một chút hôm đó có một thanh niên cõng đao đi đến khi người thanh niên này cõng cao đi đến thì chỉ thấy đao ý tràn lan ùa tới như từ khí đông lai khi đao khí ùa tới thì rất nhiều người ở cử liên sơn chấn động rất nhiều người đưa mắt quan sát mọi người đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một người thanh niên cõng đao đi đến, nhàn nhã thoải mái, mình mặc tử y, khí chất cao quý tựa như một vị vương hầu. Người thanh niên này không quá cao lớn, mắt như sao trời, lông mày như lưỡi đao, khí vũ hiên ngang. Lưng hắn cõng một thanh cổ đao, tuy rằng trường đao vẫn chưa rút ra khỏi vỏ thế nhưng cũng đã khiến cho người ta cảm nhận được sự sắc bén của nó. Như thể trường đao vừa rút ra thì có thể chém đứt nhật nguyệt, chém vỡ ngôi sao. Người thanh niên này cõng đao đi đến, đao khí sắc bén giống như tử khí đông lai kéo dài vạn dặm. Đao khí sắc bén kéo vạn dặm của người thanh niên này không hề bá đạo hay cố tình làm dáng, mà là vô cùng tự nhiên. Khi hắn bồng bềnh đi tới thì đao khí tràn khắp thiên địa, hắn không hề cố tình bùng nổ đao khí của mình, cũng không hề buông tay để đao khí của mình tràn ngập thiên địa. Có người đao khí trùng thiên là bởi hắn giống như một cái đập chứa nước, đến khi cần thì sẽ phóng thích đao khí, để đao khí bá đạo xông thẳng lên cửu tiêu, còn người thanh niên này đao khí kéo dài vạn dặm là vì đao khí của hắn tự nhiên mà thành. Đao khí của hắn giống như nước sông cuồn cuộn, luôn luôn chảy xuôi chứ không phải tới lúc cần thì mới phóng thích cũng chính vì vậy khi hắn cõng đao đi đến thì khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái chứ không đau đớn ác liệt như đau khí bình thường quan hải đao thánh nhìn thấy người thanh niên này có người nhận ra lai lịch của hắn kêu lớn quan hải đao thánh đến rồi khi nhìn thấy người thanh niên này thì đã gợi lên ồn ào không nhỏ có người giật mình nói rằng chẳng lẽ quan hải đao thánh đã lịch lãm xong hay là bế quan đại viên mãn quan hải đao thánh nha người chân chính có thể ngang hàng với bát trận chân đế thậm chí còn cao hơn bát trận chân đế một cái đầu. Ngay cả cường giả thế hệ trước nhìn thấy người thanh niên này thì cũng cảm thán. Quan hải đao thánh, người thanh niên này chính là quan hải đao thánh uy danh hiển hách, là truyền nhân của Lâm Hải Các. Thậm chí có người nói rằng hắn bây giờ đã là các chủ của Lâm Hải Các, có điều Lâm Hải Các chưa có công bố ra ngoài và thôi. Quan hải đao thánh là thiên tài mạnh nhất hiện nay của cửu bí đạo thống. Toàn bộ cửu bí đạo thống, sợ rằng cũng chỉ có nhân vật như bát trận chân đế thì mới có thể ngang hàng. Quan hải đao thánh không như tần kiếm giao ít đi lại thế gian, cũng không như bắt trận chân đế uy chấn cửu bí đạo thống hắn như một thanh trường đao thản nhiên mà cao vời bắt trận chân đế uy chấn cửu bí đạo thống tất cả mọi người đều nghe nói tới bắt trận chân đế hơn nữa bắt trận chân đế dành rất nhiều thời gian trong cửu bí đạo thống còn quan hải đao thánh thì lại khác thời gian quan hải đao thánh ở lại cửu bí đạo thống không nhiều phần lớn thời gian hắn đều đi du lịch thiên hạ một người một đao đi khắp bát phương dùng đao dựng nghiệp cũng chính vì quan hải đao thánh rất ít khi ở lại cửu bí đạo thống nên uy danh của hắn còn lâu mới lớn bằng bắt trận chân đế. Phải biết rằng, không chỗ nào tu luyện tốt hơn ở đạo thống của chính mình cả. Dù sao thì tu luyện công pháp của đạo thống ngay bên trong đạo thống sẽ được đạo thổ ấn nhưỡng, làm ít hưởng nhiều. Như bắt trận chân đế, hắn dành phần lớn thời gian ở lại cửu bí đạo thống tu luyện. Nhưng quan hải đao thánh thì lại khác, hắn cất bước thiên hạ, dùng giao dựng nghiệp, mặc dù hắn rời xa cửu bí đạo thống. Thế nhưng hôm nay hắn vẫn có thành tựu cực kỳ kinh người tất cả mọi người đều cho rằng quan hải đao thánh có thể đánh với bát trận chân đế một trận người trẻ tuổi của cử bí đạo thống chân chính luân bàn với đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế nha thực lực không thể nghi ngờ từng đánh với hai vị chân đế mạnh nhất đế thống giới ngày nay thực lực này có thể sánh vai với bát trận chân đế thì cũng là chuyện đương nhiên đoạn ngọc chân đế là chân đế đương thời của lý gia một kiếm chân đế chính là chân đế cùng mục gia bất luận là đoạn ngọc chân đế hay là một kiếm chân đế bọn họ đều mạnh hơn bát trận chân đế rất nhiều mà quan hải đao thánh năm đó khi du lịch thiên hạ thì đã từng luận bàn với đoạn ngọc chân để cùng một kiếm chân đế có thể nói quan hải đao thánh là người có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú mặc dù quan hải đao thánh không trở thành chân đế mà đi con đường chân thần thế nhưng hắn là người đã từng luận bàn với chân đế còn như bắt trận chân đế hắn đúng là chân đế hàng thật giá thật hơn nữa còn từng luận bàn với chân thần bất hủ thế nhưng vẫn chưa so đấu với những chân đế khác như đoạn ngọc chân đế một kiếm chân đế lần nào cả chương ba nghìn một vị sư huynh thượng chính vì vậy về mặt kinh nghiệm thì bát trận chân đế không bằng quan hải đao thánh. Cũng chính vì vậy nên có rất nhiều người xem trọng quan hải đao thánh. Từng có rất nhiều người cho rằng đao thánh là một trong những ứng cử viên hoàng đế mạnh mẽ nhất. Có điều quan hải đao thánh hình như không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế. Vì vậy vẫn chưa tỏ rõ thái độ. Quan hải đao thánh giá lâm, lập tức mang tới mấy phần sôi nổi cho cử liên sơn ngột ngạt, đánh vỡ bầu không khí khiến cho người ta không thở nổi. Quan hải đao thánh cõng đao đi đến, đao ý kéo dài vạn dặm, khiến cho người ta thấy mà khuynh đảo. Mặc dù lúc này quan hải đao thánh còn lâu mới bằng tồn tại bất hủ, thế nhưng hắn còn trẻ như thế mà đã có thành tựu như vậy, tương lai chắc chắn có thể vượt qua rất nhiều chân thần bất hủ, đã được thành tựu đáng nể. Quan hải đao thánh cõng đao đi đến, một đường xuôi nam, cuối cùng trèo lên hồng hoang sơn. Khi nhìn thấy quan hải đao thánh trèo lên hồng hoang sơn thì không ít người hai mặt nhìn nhau, bởi vì mọi người lập tức nghĩ tới công chúa Lâm Hải các liệu sư tình, chẳng lẽ Lâm Hải các chống đỡ Tân Hoàng, đứng về phía Tân Hoàng. Nhìn thấy trạm thứ nhất của quan hải đao thánh chính là Hồng Hoang Sơn, không ít người cảm thấy ngờ vực dù sao thì trong ngũ cường cũng chỉ có lâm hải các là làm đúng hôn ước tứ cường còn lại đều dùng những thủ đoạn khác nhau để không thực hiện hôn ước này trong ngũ cường cũng chỉ có liễu sơ tình từ đầu tới cuối là đi theo tân hoàng đồng ý gả cho tân hoàng bây giờ trạm thứ nhất của quan hải đao thánh đó là hồng hoang sơn khiến cho không ít người suy đoán lâm hải các có phải trước giờ luôn chống đỡ tân hoàng luôn đứng về phía của tân hoàng hay không không phải có lão tổ thế gia tin tức linh thông lắc đầu nói chậm đồng ý thực hiện hôn ước này là quyết định của chính bản thân công chúa Lâm Hải Các. Ở trong Lâm Hải Các có rất nhiều lão tổ phản đối hôn ước này, có điều quan hải đao thánh vô cùng sủng ái sương muội lần này đến cửu Liên Sơn chắc chắn là vì thăm viếng Lâm Hải công chúa. Nói cũng đúng, có cường giả thế hệ trước gật đầu nói rằng, nếu như Lâm Hải Các thật sự chống đỡ Tân Hoàng ngay từ đầu thì ngày đó khi Tân Hoàng gặp khó khăn thì bọn họ đã sớm phái binh cần vương cần gì phải chờ tân hoàng đánh mất giang sơn thì mới giúp đỡ hay sao tân hoàng đánh mất giang sơn đánh mất ngôi vị hoàng đế theo mọi người thấy thì hắn đã không còn giá trị để chống đỡ nữa. Nghe người ta nói quan hải đao thánh vô cùng sủng ái lâm hải công chúa. Nếu như hắn biết được lâm hải công chúa gả cho một tên ngu ngốc vô năng như Tân Hoàng thì không biết quan hải đao thánh có rút đao chém Tân Hoàng không nữa. Có người theo thao, nghe vậy, không ít người nhìn nhau, có rất nhiều người giáp tâm, hy vọng quan hải đao thánh sẽ chém chết Tân Hoàng. Quan hải đao thánh vô địch thế hệ trẻ, nếu như hắn ra tay, cho dù Tân Hoàng có nhiều thủ đoạn cách mấy đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi cái chết. Có thiên tài trẻ tuổi nói nhỏ giọng nói có mấy phần oán độc, cũng không trách giọng nói của những thiên tài trẻ tuổi này có oán độc. Khi ở Thạch Lâm, bọn họ bị Tân Hoàng đánh nát kiêu ngạo, bị Tân Hoàng dẫm lên trên người, ép buộc bọn họ phải quỳ gối dưới chân Tân Hoàng. Nhục nhã như thế, bọn họ không ghi hận làm sao cho được. Quan hải đao thánh trèo lên hồng hoang sơn, khi đi tới bên ngoài cung điện đá thì hắn không hề gõ cửa mà cứ thế để cửa đá, đi thẳng vào trong, vô cùng tự nhiên, không hề xa lạ, giống như đang đi vào cung điện của mình vậy. Nhất thời, không ít người nín thở mọi người muốn biết giữa quan hải đao thánh cùng tân hoàng sẽ phát sinh chuyện gì vì vậy từng cặp mắt nhìn chằm chằm cửa đá vô số người hy vọng rằng tốt nhất quan hải đao thánh cùng tân hoàng sẽ phát sinh xung đột trong phòng lý thất dạ ung dung ngồi tại chỗ khi quan hải đao thánh đi vào thì hắn không hề phản ứng chỉ ngồi tại chỗ hưởng thụ mà liễu sơ tình thì đang pha trà cho hắn chăm chú giống như một cô vợ nhỏ hiền lành sư huynh khi quan hải đao thánh đi vào thì liễu sơ tình ngước đầu lên có chút mừng rỡ Sư Tôn lão nhân gia nói ngươi đang ở đây, vì vậy ta tới thăm ngươi. Nhìn thấy sư muội của mình, Quan Hải Đao Thánh sủng ái mỉm cười, từ nhỏ tới lớn Quan Hải Đao Thánh luôn luôn sủng ái sư muội, từ nhỏ đã coi nàng là em gái ruột của mình, trước giờ luôn luôn quan tâm chăm sóc. Sư huynh trở lại bao lâu rồi? Liễu Sơ tình mừng rỡ, trở về đã được một thời gian. Quan Hải Đao Thánh cười nói, trở về rồi thì phát hiện sư muội bảo bối của chúng ta đã không còn ở tông môn nữa, vì vậy ta mới chạy tới đây. Ta ở đây rất tốt, sư huynh đừng lo lắng. Liễu Sơ Tình thẹn thùng mỉm cười, Quan Hải Đao Thánh thở dài, hắn còn có thể nói gì nữa chứ? Ngay đó khi lão tổ Trí Tôn ký kết hôn ước này thì hắn đã cực lực phản đối, đã từng gây gổ không vui với lão tổ Trí Tôn, chỉ là thế của khi đó Lâm Hải Các không có lựa chọn nào khác, dưới sự uy võ của Thái Thanh Hoàng, ai dám phản kháng, ai làm động tới vành ngược. Lúc này Quan Hải Đao Thánh nhìn Lý Thất Dạ, khi nhìn tới Lý Thất Dạ thì ánh mắt của hắn sáng ngời như hai ngọn thần đăng, trong nháy mắt, người thường sẽ cảm nhận được sự kinh khủng của Quan Hải Đao Thánh hắn giống như một thanh thần đao rút ra khỏi vỏ, như thể có thể chém giết thần ma bất kỳ lúc nào. Lý thất dạ ngồi tại chỗ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, giống như không có chuyện gì xảy ra cả, có thể cưới sư muội của ta đó chính là phúc phận của ngươi. Lúc này hai mắt của quan hải đao thánh sắc lại, tựa như hai thanh thần đao rút khỏi vỏ, chém nước thiên địa, chém nước hỗn độn, ta biết, lý thất dạ vút nhẹ chén trà, thân thái tự nhiên, ung dung mỉm cười. Sư muội của ta chính là bảo bối của Lâm Hải Các, nếu như nàng đã quyết định rồi thì chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Quan hải đao thánh nói lạnh lùng, thế nhưng nếu như nàng chịu bất kỳ oan ức nào, cho dù chỉ là một chút xíu oan ức thôi thì bất kể ngươi là hoàng đế hay là thiên tử thì ta cũng sẽ là người đầu tiên không buông tha cho ngươi. Đến khi đó ngươi phải hỏi cây đao trong tay ta có sắc bén hay là không. Trường 3705, một vị sư huynh, hạ nói xong thì quan hải đao thánh vỗ lên thanh cổ đao sau lưng mình, đao ý ác liệt, trong nháy mắt, trường đao giống như rút ra khỏi vỏ, khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ sát khí cuồn cuộn khiến cho người ta không khỏi dùng mình Sắc bén lắm lý thất dạ mỉm cười thản nhiên nói rằng thế nhưng nữ nhân có thể ở lại bên cạnh ta cũng là một loại may mắn con người của ta trước giờ luôn sủng ái nữ nhân của mình hư nghe lý thất dạ nói như vậy quan hải đao thánh không đồng ý hử lạnh một cái sư huynh nhìn thấy sư huynh của mình hùng hổ dọa người liễu sơ tình hờn dỗi gọi một tiếng vệ hạ đối với ta rất tốt rất tốt rất rất tốt nói tới đây thì khuôn mặt của nàng đỏ bừng cúi thấp vầng chán, nhìn nét mặt của sư muội mình, lại nhìn lý thất dạ thần thái tự nhiên, quan hải đao thánh thở dài, hắn không thể làm gì khác hơn là cười nói, sư muội còn chưa thật sự gả cho người ta mà đã chịu khuỷu tay ra ngoài, nếu như gả rồi thì còn tới mức nào đây, sư huynh mà chào cậu ta nữa thì ta sẽ không để ý tới ngươi, liễu sơ tình thẹn thùng, hờn giận một câu, quan hải đao thánh lắc đầu cười khổ, hắn lạnh lùng nhìn lý thất dạ, nói rằng, sư muội của ta chính là nữ tử tốt nhất thế gian. Tốt nhất ngươi phải biết quý báu, bằng không thì ta chắc chắn sẽ lấy mạng chó của ngươi còn cần ngươi nói sao lý thất dạ mỉm cười nói rằng quan hải đao thánh cảm khái một tiếng nhìn liễu sơ tình ánh mắt dịu dàng trước giờ hắn luôn coi nàng là em gái ruột của mình vì vậy hắn nói rằng lần này ta đến đây chủ yếu là để thăm ngươi xem xem ngươi có bị bắt nạt hay không sau này chỉ cần có ai dám bắt nạt ngươi thì có thể nói với sư huynh bất cứ lúc nào sư huynh chắc chắn sẽ ra mặt cho ngươi ta biết liễu sơ tình vội vàng gật đầu trước giờ sư huynh luôn yêu thương nàng giống như anh trai của nàng vậy cuối cùng quan hải đao thánh xoay đầu rời khỏi không hề trả hỏi lý thất dạ trước mắt rời khỏi cung điện đá chờ sau khi quan hải đao thánh rời khỏi cung điện đá thì liễu sơ tình nhìn lý thất dạ sợ lý thất dạ không vui nên nhẹ nhàng nói rằng bệ hạ sư huynh của ta không có ác ý có điều từ nhỏ hắn đã như vậy luôn chăm sóc ta giống như một người anh trai vậy ta biết lý thất dạ mỉm cười vỗ về mái tóc của liễu sơ tình nét mặt sủng ái ở bên ngoài cung điện đá sau khi quan hải đao thánh đi vào cung điện đá thì từng cặp mắt muốn nhìn chằm chằm cung điện đá bọn họ muốn biết bên trong cung điện đá xảy ra chuyện gì khi quan hải đao thánh đi vào không lâu thì bên trong cung điện đá phóng ra đao khí giống như thần đao rút khỏi vỏ từng luồng đao khí chứa đựng hàn khí hàn khí lại chứa đựng sát khí khiến cho mọi người run rẩy cảm thấy rùng rợn toàn thân quan hải đao thánh muốn ta tay sao cảm nhận được đao ý này trái tim của tất cả mọi người nảy lên những thiên tài trẻ tuổi từng bị lý thất dạ nhục nhã thì càng mừng thầm thần đao của quan hải đao thánh rút ra khỏi vỏ, chắc chắn kinh thiên động địa, có thiên tài trẻ tuổi mừng thầm, vô cùng mong đợi quan hải đao thánh chém chết tân hoàng. Cho dù không phải tự tay bọn họ giết hết tân hoàng, thế nhưng như vậy cũng đủ hà giận rồi, thế nhưng đào ý tới nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đào ý biến mất không thấy tâm hơi, xem ra quan hải đao thánh không có ra tay, nhiều nhất chỉ là cảnh cáo tân hoàng mà thôi, dù sao trước giờ hắn luôn thương yêu lâm hải công chúa. Cường giả thế hệ trước có kinh nghiệm phong phú hơn, sau khi nhìn thấy đào ý biến mất thì đã đoán được đầu đuôi quả nhiên chỉ một lát sau thì đã thấy quan hải đao thánh rời khỏi cung điện đá nét mặt tự nhiên không hề có sát ý mọi người có thể nhìn ra quan hải đao thánh thật sự không có ra tay nhìn thấy quan hải đao thánh không ra tay với tân hoàng không ít thiên tài trẻ tuổi cảm thấy mất mát không khỏi thở dài xem ra tân hoàng lại tránh được một kiếp nữa rồi cho dù lâm hải các không đứng về phía tân hoàng không ủng hộ tân hoàng thì e rằng sau này cũng sẽ không đối địch với tân hoàng có ông lão nhìn ra manh mối không khỏi lầm bầm. Sau khi quan hải đao thánh rời khỏi hồng hoang sơn thì chỉ thấy hắn vượt qua sơn hà, đi thẳng tới bên ngoài tương ly đảo. Khi hắn đến bên ngoài tương ly đảo thì tần kiếm dao đã đứng sẵn ở nơi đó. Đao thánh, đã lâu không gặp, nhìn thấy quan hải đao thánh đi tới, tần kiếm dao không hề sợ hãi, cũng không bất ngờ. Nàng ôm trường kiếm, bình tĩnh tự tại, Dũng hệt như tiên tử xuất trần. Tần tiên tử, đã lâu không gặp, quan hải đao thành cũng cởi cổ đao xuống. Khi hắn ôm đao thì ngay lập tức khiến cho người ta có cảm giác không thể lai truyền mấy năm không thấy, đao đạo của đao thánh đã tiếp cận vô địch, hiện nay có mấy ai có thể cùng phẩm đao với đao thánh đây? Tần kiếm giao nhìn quan hải đao thánh, cảm khái, tần tiên tử quá khen, thiên hạ rộng lớn, tàng long ngọa hổ, chỉ là đao đạo mà thôi, sao đủ thành đạo? Quan hải đao thánh nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, ngay đó khi ở Lý Gia, đoạn ngọc chân đế tiện tay chém chính là đao đạo áo nghĩa, để ta được lợi không ít, như có nói đao đạo vô địch nữa thì chính là ngông cuồng. Nghe quan hải đao thánh nói vậy, không ít người hít lạnh, hai mặt nhìn nhau mọi người đã từng nghe quan hải đao thánh đã từng luận bàn với đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế thế nhưng chỉ là nghe nói mà thôi hôm nay quan hải đao thánh chính miệng nói ra như vậy chuyện này không phải là giả đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế là những người đứng đầu thế hệ trẻ để thống giới cùng là chân đế thế nhưng thực lực của hai người bọn họ mạnh hơn bắt trận chân đế rất nhiều mà quan hải đao thánh có tư cách luận đạo với bọn họ như vậy đã đủ chứng tỏ sức mạnh của hắn rồi dù sao nhân vật như đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế không phải ai cũng có tư cách luận đạo hết đoạn ngọc chân đế là tài năng trời sinh tần kiếm dao gật đầu nói rằng hắn kinh diễm vô song thế nhưng trình độ đao đạo của đao thánh cũng hiếm ai sánh bằng nhất là thế hệ trẻ tần tiên tử vẫn biết ăn nói như xưa nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo